Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với một vài khái niệm nữa của Illustrator, đó là các khái niệm về tầng thứ của các đối tượng. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái ví dụ như thế này. Tôi chọn các công cụ cơ bản để vẽ ra. Ví dụ đây là một hình đó. Một hình nữa. Một hình nữa. Như thế thì các bạn đã nhìn thấy là ở trên màn hình của chúng ta thì có khoảng 4 cái hình chữ nhật được vẽ ra. Và như các bạn quan sát thấy ở trên màn hình thì rõ ràng nó phân thành các cái tầng thứ cao thấp hơn nhau. Ở đây chúng ta sẽ thấy là những hình nào mà vẽ ra trước thì bao giờ cũng nằm bên dưới, và hình vẽ ra sau thì nó sẽ nằm ở tầng trên. Nếu như mà chúng ta để nó rời rạc như này thì chúng ta sẽ không thấy rõ, nhưng khi chúng ta kéo nó, đặt nó nằm chồng vào nhau thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là cái hình nào vẽ sau sẽ nằm ở trên và che phủ đi một phần các hình nằm bên dưới nó. Như vậy là các đối tượng ở trong Illustrator thì sẽ được phân thành các tầng thứ cao thấp khác nhau tùy theo cái thứ tự mà cái hình đó được vẽ ra trước hay sau các hình khác. Và trong cái quá trình mà làm việc như thế thì sẽ có những lúc chúng ta muốn là thay đổi cái độ cao thấp tầng thứ của các đối tượng này. Thế thì để thao tác chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn cần phải chọn lấy một cái hình nào đó. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái lệnh hoặc là các thao tác để chúng ta đưa một cái đối tượng lên trên hay xuống dưới một đối tượng khác. Cái cách để mà đưa lên đưa xuống thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Các bạn vào trong menu Object. Ở trong menu Object này các bạn tìm tới lệnh Arrange. Trong Arrange thì menu gon mở ra thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta 4 cái lệnh như thế này. Bring to front là đưa lên trên cùng so với tất cả các đối tượng hiện có. Đó. Bring forward là đưa lên một tầng so với các đối tượng, so với cái vị trí hiện tại của nó. Send backward là đưa nó lùi xuống dưới một nấc so với thứ tự hiện tại của nó. Thế còn send to back là đưa nó xuống dưới cùng so với những cái đối tượng hiện đang có đây. Và phím tắt thì các bạn nhìn thấy nó cũng giống hệ thống phím tắt của Photoshop mà các bạn đã từng biết, đó là Control đóng ngoặc vuông là đưa lên trên, đúng không? Control Shift đóng ngoặc vuông là đưa lên trên cùng. Send backward là control mở ngoặc vuông là đưa xuống dưới một bậc. Còn send to back là đưa xuống dưới cùng, là shift control và mở ngoặc vuông. Đây, tôi thử nhé. Chọn hình đỏ này, nó đang trên cùng này, đúng không? Control và mở ngoặc vuông. Nó bắt đầu tụt xuống một bậc và nó nằm dưới cái tím nhưng vẫn nằm trên vàng và xanh. Mở ngoặc vuông lần nữa thì xuống dưới vàng và vẫn nằm trên xanh. Mở ngoặc vuông lần nữa thì nó sẽ xuống dưới cùng, nó nằm dưới tất cả ba hình còn lại. Còn nếu mà đóng ngoặc vuông này lên một tầng này, lên hai tầng, lên ba tầng, và lúc này nó lên trên cùng. Còn nếu Control Shift và mở ngoặc vuông đấy, thì nó sẽ xuống dưới cùng. Đấy. Nếu như mà nó không bị xung lệnh gì cả, không bị xung lệnh gì cả. Đây, phím tắt thì có đôi khi là nó cũng sẽ bị xung đấy. Thế nhưng đây chúng ta sử dụng menu lệnh thì chắc chắn là nó sẽ chạy. Đấy. Xuống dưới cùng này, lên dưới cùng này. Thế nhưng mà đây là cái thao tác mà các bạn nhìn thấy là ta chỉ đổi tầng thứ trong phạm vi một vài cái đối tượng thôi, thì cái việc mà thao tác nó tương đối nhanh và tương đối dễ. Nhưng nếu mà nhiều hơn thì nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Và bằng cái việc là lên từng bậc hoặc là xuống từng bậc thì nhiều khi nó sẽ rất là nhiều khê. Do đó thì chúng ta sẽ
sử dụng một cái phương pháp khác, đó là phương pháp cắt cái đối tượng đó ra khỏi bản vẽ, và sau đó thì chúng ta sẽ chỉ định cho nó nằm trên hay nằm dưới một cái đối tượng cụ thể nào đó. Để thao tác thì chúng ta sẽ làm như sau, các bạn quan sát. Ví dụ tôi chọn hình đỏ này, sau đó thì vào Edit chọn lệnh cắt, hay là nhấn phím tắt là Ctrl X trên bàn phím. Sau khi tắt đi thì cái đối tượng này được lưu tạm thời vào bộ nhớ và nó không còn xuất hiện ở trong cái trang làm việc của chúng ta. Sau đó bây giờ các bạn muốn dán nó nằm lên trên hay xuống dưới một đối tượng nào đó thì các bạn sẽ chỉ định đối tượng cho tôi. Ví dụ tôi chọn đối tượng màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác tiếp theo như sau. Vào Edit, các bạn quan sát ngoài cái lệnh cắt này thì chúng ta còn có copy, có paste, paste in front, paste in back, paste in place, paste in on abort, vân vân. Thì chúng ta sẽ có một số các lệnh như thế này. Bây giờ ví dụ như tôi muốn dán nó mà nằm lên trên màu vàng thì tôi sẽ chọn là paste in front. Nó được cắt ra từ vị trí tọa độ nào thì nó sẽ được dán trả vào đúng tọa độ đó, nhưng tầng thứ thì đã có thay đổi. Trước đây nó là cái thằng nằm ở trên cùng, nhưng bây giờ nó được dán vào và tôi không cần biết là nó nằm ở tầng thứ bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó sẽ nằm ở vị trí trên thằng vàng. Vì sao? Vì trước khi dán vào thì tôi chọn cái đối tượng màu vàng, và sau đó tôi ra lệnh là gì đây? Paste in front, có nghĩa là dán lên phía trên, dán lên phía trước. Trước cái nào? Trước cái đối tượng mà tôi đang chọn là đối tượng màu vàng. Do đó khi mà tôi dán vào thì nó sẽ nằm lên trên phía trên màu vàng. Thế còn bây giờ tôi cắt thằng tím này chẳng hạn, Ctrl X cắt đi. Bây giờ tôi lại chỉ nó vào màu vàng này chẳng hạn, và tôi sử dụng lệnh Edit Paste in Back là dán ra phía sau. Thì khi tôi dán vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu tím của tôi nó sẽ nằm đúng tọa độ vốn có của nó, nhưng về tầng thứ thì nó nằm bên dưới cái thằng màu vàng. Thế còn nếu mà tôi sử dụng các lệnh khác thì sao? Edit Paste in Place thì sao? Thì cái đối tượng được cắt ra nằm ở tọa độ nào thì nó sẽ dán vào đúng tọa độ đó, nhưng nó sẽ dán lên gì đấy? Nó sẽ dán lên phía trên tất cả các đối tượng hiện có. Nó được coi như là một đối tượng mới tạo ra, mới tinh so với các đối tượng cũ. Và theo cái logic của nó thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ nằm ở trên tầng cao nhất so với các đối tượng hiện có. Thế còn nếu chúng ta sử dụng lệnh paste thì sao? Lệnh paste là lệnh paste thông thường chúng ta hay sử dụng ở trong các chương trình khác, thì nó sẽ được dán vào một cái tọa độ mà tương đối là mang tính ngẫu nhiên, mà thường thì nó sẽ nằm ở giữa trang. Đấy, như thế này. Thế còn trường hợp còn lại đó là paste in on abort thì nó là cái gì? Đây, bây giờ chúng ta quay trở lại với lại cái khái niệm đầu tiên này. Khi chúng ta tạo ra một tài liệu mới, vừa nãy tôi có nói với các bạn là Illustrator cung cấp cho chúng ta những cái tài liệu một trang hoặc là nhiều trang, mặc định là một trang. Thế còn bây giờ tôi làm nhiều trang nhé, ví dụ tôi làm 10 trang này thì nó có cái gì? Đây, nó sẽ phân chia ra là 10 trang con, trang giấy con như thế này. Và bây giờ tôi thử bằng cái lệnh làm sao Edit Paste in on abort, thì cái đối tượng mà vốn được cắt ra nó nằm ở tọa độ x bao nhiêu y bao nhiêu thì bây giờ nó sẽ được dán trả vào đúng cái tọa độ x bao nhiêu y bao nhiêu đó. Nhưng nếu như mà chúng ta làm việc với tài liệu nhiều abort thì nó sẽ dán lên toàn bộ các cái gì đấy ạ, các abort này. Cái trường hợp này là để làm cho tài liệu nhiều trang. Đấy, những cái phần tử mà nó mang tính lặp đi lặp lại đó, những phần tử mang tính lặp đi lặp lại thì nó sẽ được dán vào cùng một chỗ. Tôi lấy ví dụ như là một quyển sách, đúng không? Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có logo hoặc là một cái hình minh họa gì đó ở trên đầu trang như thế này. Thế thì khi mà tôi có một loạt những cái trang như thế mà tôi muốn rằng là trang nào ở vị trí đầu trang này cũng có một cái logo, thì tôi sẽ làm sao đây? Tôi chỉ vẽ một trang đầu thôi, sau đó tôi cắt nó đi và tôi lại sử dụng cái lệnh Paste in abort thì nó sẽ dán vào tất cả các trang còn lại cùng một vị trí. Như thế là tôi chỉ cần thao tác một lần mà xử lý được tất cả các trang
đều có cái hình minh họa, đều có cái logo nằm ở một cùng một vị trí với nhau một cách hết sức nhanh chóng và chính xác như thế. Thì đấy là cái lệnh Paste in Notepad. Như thế là chúng ta đã biết thêm được một cái khái niệm ở trong Illustrator, đó là xử lý làm việc với tầng thứ của các đối tượng ở trong Illustrator. Tuy nhiên là mọi việc chưa dừng ở đây. Chúng ta làm việc thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là tôi đã nâng được lên hoặc là hạ được xuống một cái đối tượng so với các đối tượng khác, thế nhưng mà có phải là chỉ có từng này thứ hay không? Thì bây giờ chúng ta lại xem một cái khái niệm nữa như sau. Khi mà tôi mở cái cửa sổ layer hay là panel layer này ra thì chúng ta sẽ thấy là đây, cửa sổ layer thì như thế này. Và chúng ta thấy khái niệm là layer 1. Sổ mũi tên này ra thì tôi sẽ thấy bốn cái hình vừa rồi nằm ở trong này. Và cái thứ tự tầng thứ thằng nào nằm trên, thằng nào nằm dưới nó cũng tuân thủ theo đúng cái tầng thứ của các đối tượng nằm ở trong trang. Thằng đỏ nằm trên cùng này, thằng vàng nằm thứ hai này, tím nằm thứ ba này và xanh nằm thứ tư nằm dưới cùng. Thì các bạn quan sát ở đây các bạn cũng thấy nó tuân thủ giống hệt như thế. Và ở đây chúng ta chỉ thấy có một layer thôi. Thế thì bây giờ quay trở lại với khái niệm layer là cái gì, thì tôi cũng đã từng giải thích là layer chúng ta hình dung nó giống như là nhà nhiều tầng, mỗi một layer chính là một tầng nhà, đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta đang ở tầng 14 đúng không? Vậy thì tôi nói rằng là chúng ta đang ở layer 14 ở trong một cái tài liệu nhiều trang là cái nhà cao tầng này. Thế thì có tạo ra được tầng khác hay không? Có. Và cách tạo thì chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào cái biểu tượng là trang giấy trắng ở dưới đáy hộp layer này, Create New Layer, thì các bạn sẽ tạo ra một cái layer mới là layer 2, và đây sẽ tương đương với một cái tầng nữa chồng lên cái tầng mà chúng ta đang làm. Và nếu như mà bây giờ tôi đang chọn một cái layer 2 này, tôi vẽ ra một cái khác thì sao? Thì các bạn nhìn thấy là tôi tạo ra được một hình mới. Đó, và hình mới này đương nhiên do nó mới thì nó sẽ nằm từ đây, nó sẽ nằm trên tất cả các hình cũ vốn có. Nhưng ở đây thì chúng ta phải lưu ý một điều rằng là nó nằm ở trên tầng trên so với lại những cái hình chữ nhật mà chúng ta vừa mới vẽ. Bọn chữ nhật này là bọn ở tầng dưới tầng 1, và bọn ellipse này là đang nằm ở tầng 2. Bây giờ tôi có thể là hạ nó xuống tầng dưới được không? Ví dụ object arrange và tôi sử dụng lệnh send backward. Không được, vì sao? Vì nó đang được nằm ở trên một tầng khác. Bản thân nó là thằng nằm nằm dưới cùng hoặc là cũng là trên cùng của cái tầng 2 nó rồi, cho nên nó cũng không có chuyển từ đâu cả. Trừ phi là làm sao? Trừ phi là các bạn sử dụng lệnh cắt Ctrl X, đúng không? Sau đó các bạn lại chỉ vào gì đây? Một cái đối tượng nào đó ở tầng dưới. Các bạn dán nó vào Edit Paste in Front chẳng hạn, thì nó sẽ được dán vào tầng dưới và nó nằm trên hoặc nó nằm dưới một cái đối tượng nào đó được chỉ định. Thế đây là chúng ta thay đổi tầng thứ cho nó, thì tôi có thể là nhắc một đối tượng từ tầng nọ đưa sang tầng kia, hoặc là di chuyển thay đổi tầng thứ của cái đối tượng ở trong cùng một tầng đó. Bây giờ tôi lại thử này, Ctrl Z này, Undo này, và tôi đưa trả cái thằng này lên tầng 2, đúng không? Bây giờ tôi lại lấy cái thằng xanh này, tôi đưa lên cùng này, Object này, Arrange này và Bring to Front. Nó sẽ chạy lên cùng so với các hình chữ nhật, nhưng bây giờ nó có nằm trên cùng so với hình tròn này không? Hình ellipse này không? Không, đúng không? Nó vẫn nằm ở dưới, tại vì là nó có lên trên cùng so với tầng của nó. Thì chúng ta cứ hình dung nó giống như là gì nhỉ? Ở trên một tầng nhà như này, có thể là một thằng nào đó đang nằm bò lê bò toài ra sàn, đúng không? Thằng ngồi cao hơn một tí thì sẽ ngồi lên ghế, thằng cao hơn tí nữa là ngồi lên bàn. Còn ví dụ có một thằng nào đó mà đánh đu lên trên móc quạt trần hay là móc đèn để sửa đèn thì là cao nhất rồi, sát đến trần. Nhưng mà kể cả nó đánh đu lên trần của tầng dưới thì nó vẫn thấp hơn cái thằng nằm ở sàn của tầng 2. Đấy, trừ phi là chúng ta ra khỏi nhà đấy mà chúng ta lên trên tầng trên thì lúc đó chúng ta mới lên một cái tầng thứ cao hơn được. Thế và đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm việc để mà chúng ta nâng lên hạ xuống một cái đối tượng, thay đổi cái tầng thứ của
các đối tượng đó. Thế còn thao tác mà trực quan thì có thao tác được không? Các bạn cũng có thể là thao tác trực quan bằng cách là các bạn làm sao đây ạ? Lôi hẳn một cái layer nào đó. Các bạn thay đổi nó đi, thay đổi tầng thứ đi, hoặc là các bạn có thể thay đổi bằng cách là chọn này đây ạ. Các bạn kéo hẳn một layer nào đó xuống dưới hoặc lên trên một layer khác. Đấy, thì lúc đấy là các bạn cháo hẳn một cái thứ tự của một tầng đi. Thì khi mà các bạn thay đổi cái thứ tự của một tầng đi thì tất cả những đối tượng mà nằm ở trong cái tầng đó sẽ bị nâng lên hoặc hạ xuống theo theo cái thứ tự thay đổi của cả tầng đấy. Thế mà các bạn nhìn thấy ở trong cửa sổ layer này nó còn có thêm một số cái như thế này. Cái biểu tượng có mắt đó là biểu tượng để chúng ta có thể là cho hiển thị hay là ẩn giấu một layer đi. Nếu như tôi tắt biểu tượng con mắt của một cái tầng thứ này đi thì tất cả những cái đối tượng nằm ở trong tầng đó sẽ bị ẩn giấu đi và chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa. Có mất đi không? Không mất đâu nhá, khái niệm này là không mất. Mất là trừ khi chúng ta đi delete nó đi, chúng ta xóa nó đi. Còn nếu mà ẩn cái này đi thì là chỉ tạm giấu đi, không cho mọi người nhìn thấy mà thôi. Còn tôi khi nào mà tôi bật cái con mắt này lên thì các bạn lại nhìn thấy lại các đối tượng này. Thế ngoài ra thì các bạn còn nhìn thấy một cái ô ở bên cạnh này nữa. Thì ô bên cạnh này là gì? Ô bên cạnh là khóa. Nếu như tôi bấm vào đây thì cái biểu tượng khóa sẽ hiện lên. Và trong trường hợp này một layer bị khóa có nghĩa là tôi không thể nào mà chọn, tôi không thể nào thao tác, tôi không thể làm được gì với tất cả các đối tượng nằm ở trong layer này. Và cái khóa này thì là khóa tổng cho cả layer. Đấy, khi tôi bật cái khóa này lên thì tất cả các đối tượng con này cũng mặc nhiên là bị khóa. Còn trong trường hợp là tôi mở ra rõ ràng này, tôi tắt khóa đi, thì tôi có thể khóa riêng một đối tượng. Ví dụ tôi khóa riêng đối tượng đỏ này, đây, nhìn thấy nhưng kích chọn không được, đúng không? Nhưng tôi có thể vẫn chọn những đối tượng khác cùng nằm trong tầng của nó. Và nếu như bây giờ tôi bấm khóa tổng thì nó lại khóa lại hết. Nhưng các bạn cũng nhìn và các bạn phân biệt giúp tôi, đó là cái khóa nào là khóa thật cho một đối tượng và khóa nào là khóa theo layer. Khóa theo layer thì đối tượng nào mà khóa theo layer thì có hiện lên cái khóa này nhưng nó chỉ mờ mờ. Còn cái nào mà là khóa thật cho đối tượng thì lúc ấy nó cũng sắc nét rõ ràng giống như cái khóa ở trên layer này. Và để mở khóa hay làm cái gì đó thì các bạn cũng buộc phải mở khóa riêng cho nó. Tất nhiên khóa riêng này là chỉ khóa riêng cho cái đối tượng này thôi. Còn cái khóa chung của layer này khi nào chúng ta mở ra thì lúc ấy các bạn mới xử lý được. Đấy. Thì đấy là cái cách thức làm việc với layer. Các bạn có thể tạo ra nhiều layer khác nhau. Có thể kéo lên kéo xuống từng layer hoặc là kéo, chọn một đối tượng cắt nó từ layer nọ chuyển sang layer kia để thay đổi tầng của nó giữa tầng nọ với tầng kia. Thì đấy là một vài khái niệm, đó là khái niệm về tầng thứ của các đối tượng ở trong cái tài liệu Illustrator.